Hello, chào các bạn. Video hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng di chuyển dữ liệu của Pixlr để di chuyển sản phẩm từ Shop Tiki của mình sang Shop Lazada của mình nhé. Trước khi thao tác, xin các bạn lưu ý 4 bước sau ạ. Ok, tiếp theo sẽ thao tác cụ thể nhé. Sau khi đăng nhập vào tài khoản Pixlr, xin các bạn đi vào module sản phẩm rồi chọn tính năng trong di chuyển dữ liệu. Tiếp theo, các bạn có thể chọn sản Tiki vì bạn muốn di chuyển sản phẩm Shop Tiki sang Lazada. Ở đây phải chọn Tiki trước. Tiếp theo, bạn có thể chọn gian hàng của Tiki nếu bạn có nhiều gian hàng. Ở đây mình chọn Tiki Test. Tiếp theo là trạng thái của sản phẩm trong Shop Tiki này. Tiếp theo, bạn có thể đồng bộ sản phẩm từ Tiki sang Pixlr. Sau khi cập nhật các thông tin mới nhất của sản phẩm sang, cách đầu tiên bạn có thể lọc ra các sản phẩm cần copy sang Shop Lazada rồi bấm Import to Shop. Nếu các bạn sử dụng cách này thì có thể import to nhiều shop, nhiều sàn một lúc ạ. Tức là mình muốn di chuyển sang Lazada thì chọn các shop của Lazada, có thể chọn nhiều shop nhé và nhiều sàn cùng một lúc đều ok ạ. Rồi bấm Import. Sau khi import xong, bạn có thể bấm vào từng hộp nháp của các sàn để chỉnh sửa từng sàn, sau đó mới có thể đăng lên nhé. Và cách thứ hai bạn có thể sử dụng là di chuyển cả gian hàng luôn. Trước hết bạn có thể chọn shop của Tiki đã, rồi lựa chọn các sản phẩm, rồi lựa chọn trạng thái của sản phẩm, tức là các sản phẩm còn hàng hay là tất cả sản phẩm trong sàn Tiki này. Tiếp theo ở bên phải bạn có thể lọc ra sàn, rồi lọc shop của sàn. Tiếp theo ở bên dưới này bạn có thể bỏ qua các sản phẩm trùng lặp. Tiếp theo thì bấm vào nút đồng bộ ạ. Rồi có thể bấm vào hộp nháp để đi nhanh vào hộp nháp của Lazada, hoặc là bấm đóm. Ở bên dưới này có thể chọn Lazada rồi sẽ đi nhanh vào hộp nháp của Lazada. Sau khi vào hộp nháp, bạn có thể chỉnh sửa từng sản phẩm một, hoặc là có thể chỉnh sửa hàng loạt một lần ạ. Nếu bạn muốn chỉnh sửa hàng loạt, có thể lọc ra các sản phẩm cần chỉnh sửa rồi bấm vào nút chỉnh sửa hàng loạt. Nếu muốn chỉnh sửa từng sản phẩm một thì bấm vào nút này nhé, để chỉnh sửa từng sản phẩm một ạ. Mình sẽ thao tác chỉnh sửa hàng loạt nhé. Sau khi vào trang này, bạn cần chọn các danh mục và thuộc tính của sản phẩm xong mới có thể lưu vào tiếp theo nhé. Ok, sau khi vào trang chỉnh sửa hàng loạt, bạn có thể lọc ra các thông tin cần chỉnh sửa, có thể chọn tất cả thông tin hoặc là chọn các thông tin mình cần chỉnh sửa là ok ạ. Mình sẽ chọn tất cả nhé. Tiếp theo, bạn sẽ chỉnh sửa từng thông tin một. Sau khi chỉnh sửa xong thì bấm vào lưu và tải lên là ok ạ. Trước hết, bạn có thể thao tác chỉnh sửa ảnh. Về cái phần ảnh này, bạn chỉ có thể thao tác từng cái một ở đây nhỉ. Bấm vào các nút này. Tiếp theo, chỉnh sửa tên của sản phẩm. Theme Pixlr. Account sản phẩm có thể đặt trên Pixlr luôn ạ. Tin đó, Pixlr. Chỉnh số bắt đầu là 1 này. Rồi bấm đồng ý. Đây, đã chỉnh sửa xong. Tiếp theo là thương hiệu của sản phẩm. Các bạn lưu ý nhé, các thông tin có dấu sao màu đỏ bắt buộc phải điền vào nhé. Nếu không điền sẽ không thể lưu và tải lên ạ. Phần mô tả cũng có thể điền vào ạ. Điền xong bấm đồng ý. Lazada có mô tả dài và mô tả ngắn nhé. Phần thông tin phân loại và ảnh phân loại không thể chỉnh sửa trên Pixlr ạ. Bạn phải sang bên sản mới có thể chỉnh sửa nhé. Tiếp theo là SKU sản phẩm. Đây là SKU gian hàng trên bên sàn ạ. Nếu mà ở phía trước bạn đã tạo SKU sản phẩm thì trên hệ thống Pixlr sẽ có thể tự động tạo SKU theo SKU sản phẩm giúp bạn ạ. Rồi bấm đồng ý là ok luôn. Từng kho cũng bắt buộc phải điền. Giá cả điền xong bấm đồng ý và cân nặng. Điền xong các thông tin. Ở đây có thể điền giá khuyến mãi và ngày khuyến mãi của Pixlr nhé. Nếu mà các bạn đã điền vào ngày khuyến mãi thì chắc chắn phải điền vào giá khuyến mãi. Nếu không sẽ không thể lưu vào tiếp theo. Ở phần cuối còn có thể thao tác xóa vào sản phẩm này. Xong thì bấm lưu và tải lên. Thao tác thành công thì bấm đóm. Ở đây thao tác thành công các bạn cần lưu ý nhé. Phải chờ bên sàn phê duyệt xong mới có thể nhìn thấy các sản phẩm đã đăng thành công trên bên sàn ạ. Sau khi thao tác xong, nếu các bạn ở bên sàn không nhìn thấy sản phẩm mình đã đăng thì phải tìm ở các trạng thái đăng tải lên, hoặc là tải lên thất bại, hoặc là sản phẩm online.
Nếu mà sản phẩm đã đi vào trạng thái sản phẩm online, ý là đã đăng thành công. Nếu mà không thành công thì vào cái mục tải lên thất bại rồi xem vào các lỗi của sản phẩm, rồi chỉnh sửa lại thông tin sản phẩm theo giải pháp đã chỉ ra. Tiếp theo thì đăng một lần nữa là ok ạ. Video hướng dẫn copy sản phẩm từ Shop Tiki sang Shop Lazada của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn còn có thắc mắc gì đối với tính năng này, có thể liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàng của Pixeller để hướng dẫn nhé. Bye bye, chào các bạn ạ.